Thưa quý vị và các bạn, con tum hiện đang mùa khô hanh, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại huyện Ngọc Hồi đã xảy ra cháy rừng tại một số địa phương. Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngành chức năng huyện Ngọc Hồi đã và đang cùng chính quyền các địa phương tích cực triển khai thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Đây là hiện trường vụ cháy rừng xảy ra vào chiều tối ngày 9 tháng 2 năm 2023 tại tiểu khu 186 trên địa bàn xã Bờ Y, lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ngọc Hồi quản lý. May mắn là các cơ quan chức năng và đơn vị chủ rừng đã huy động lực lượng dập tắt đám cháy kịp thời, nên diện tích bị cháy chủ yếu là cháy dưới tán rừng, chưa gây thiệt hại đến tài nguyên rừng. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại tiểu khu 186 nằm trên địa bàn xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi. Cách đây hơn một tháng thì tại nơi đây đã xảy ra vụ cháy rừng với diện tích hơn 1 hecta. Hiện nay đang là cao điểm mùa khô. Toàn huyện Ngọc Hồi có khoảng 12.000 hecta có nguy cơ cháy rừng cao. Do đó, công tác tuần tra phòng cháy chữa rừng đang được các lực lượng chức năng tích cực thực hiện. Vụ cháy rừng ở tiểu khu 186 là một trong số ít vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện Ngọc Hồi thời gian gần đây. Từ ngày 9 tháng 2 năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 3 vụ cháy rừng với diện tích gần 20 hecta, chủ yếu là cháy dưới tán rừng, cây bụi, lau lách, cỏ. Trong đó, diện tích rừng trồng hơn 1 hecta và diện tích rừng tự nhiên 17,6 hecta. Nguyên nhân các vụ cháy rừng là do thời tiết nắng nóng kéo dài, hanh khô, lớp thực bì dưới tán rừng nhiều, dễ bén lửa. Bên cạnh đó, hiện đang là thời điểm người dân đi vắt dọn, đốt nương rẫy để canh tác vụ mới, nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Người dân có một số là họ làm rẫy là gần với rừng của mình á, thì là họ là không làm được bao quản lữ, thì họ đốt là cháy lan, mà trong nữa là có những cái hộ là họ đốt họ canh thì là không sao cả, thì là đỡ anh em phát hiện được lên là cùng với lại dân thì là làm được, còn có những hộ là người ta đốt xong người ta trốn, hay là không có biết được ai đốt cả, chịu, nó khó là khó chỗ đó. Cả cái diện tích mà rừng dễ cháy trên địa bàn đó là nó nằm xen kẽ với cả cái diện tích của người dân, đặc biệt là có một số diện tích rừng thì hiện tại thực bì nó tương đối lớn, nên là cái việc mà để bắt lửa và cháy lan vào rừng là cái nguy cơ tiềm ẩn ở tất cả các cái khu rừng dễ cháy trên địa bàn, đặc biệt là cả cái khu rừng trồng. Huyện Ngọc Hồi có hơn 37.000 hecta rừng, trong đó hiện có khoảng 12.000 hecta rừng thuộc mức cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Nhằm chủ động phòng cháy chữa cháy rừng trong những tháng cao điểm mùa khô năm 2023, Hạt Kiểm Lâm huyện Ngọc Hồi đã và đang tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương để ứng phó, xử lý kịp thời đối với các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và khi xảy ra cháy lớn, đặc biệt là ở các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, phá rừng cao. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ rừng thực hiện nghiêm túc các phương án kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Tập trung các cái giải pháp, thứ nhất đó là chỉ đạo các cái đơn vị chủ rừng thực hiện cái chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, thì trong đó là đơn vị chủ rừng thì kiểm soát chặt chẽ các cái người phương tiện ra vào rừng, làm việc với các cái hộ dân sống gần và ven rừng để tuyên truyền hướng dẫn các cái hộ dân này, đồng thời ký cái cam kết không đốt rừng, không đốt rẫy trong cái thời điểm là mùa cấp dự báo cháy rừng đang cấp 4, cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Hiện đang là cao điểm của mùa khô hanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng. Dự báo thời tiết nắng nóng còn kéo dài, nếu xảy ra cháy rừng, việc chữa cháy sẽ rất khó khăn. Do đó, ngoài tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng của ngành chức năng, người dân và các chủ rừng đặc biệt lưu ý khi đốt dọn thực bì hoặc sử dụng lửa khi đi rừng để hạn chế nguy cơ cháy rừng đang ở mức cao như hiện nay.